Bài 35 Cho hệ bất phương trình x cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 5 hay 3x nhỏ hơn hoặc bằng 3. Hệ bất phương trình ta có thể ghi cách khác nhưng cùng ý nghĩa như sau. x cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 5 hay 3x nhỏ hơn hoặc bằng 3. Lúc này, chữ hay được thay thế bởi dấu ngoặc vuông hai cách ghi khác nhau nhưng cùng ý nghĩa và cách lấy nghiệm cũng giống nhau, nếu ta giải theo chữ hay hay ta giải theo dấu ngoặc vuông, cách lấy nghiệm cũng giống nhau. Về phần ý nghĩa của chữ hay, ký hiệu là U được gọi là hợp hay hội, nghĩa là lấy tất cả mọi nghiệm của hệ bất phương trình. Cái chữ hay ta dùng cho cái phần đề bài. Và ký hiệu U ta dùng cho cái phần lấy nghiệm, ghi nghiệm của hệ bất phương trình. Trở lại hệ bất phương trình, ta giải theo chữ hay. Bất phương trình thứ nhất ta chuyển 2 sang phía bên tay phải là chữ 2. Vậy ta được x lớn hơn hoặc bằng 3. 5 chữ 2 ta được 3. Và bất phương trình thứ hai chia 2 vế cho 3 ta được x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu ta giải theo bất hệ bất phương trình với dấu ngoặc vuông cũng vậy hệ bất phương trình tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 3 chuyển 2 sang phía bên tay phải ta được là trừ 2 5 trừ cho 2 ta được 3 và bất phương trình thứ hai chia hai vế cho 3 ta được x nhỏ hơn hoặc bằng 1 để biểu diễn x lớn hơn 3 x lớn hơn hoặc bằng 3 hay x nhỏ hơn hoặc bằng 1 ta biểu diễn trên trục số như sau. Đây là trục số từ trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Hai điểm mà ta cần chú ý đó là 1 và 3. 1 nhỏ hơn thì tức là nằm phía bên tay trái và 3 lớn hơn nằm phía bên tay phải. Bất phương trình thứ nhất cho ta x lớn hơn hoặc bằng 3. Vậy có dấu bằng ta dùng dấu hoặc vuông. Và đi về cộng vô cực. Vậy những điểm từ 3 cho đến cộng vô cực, lấy luôn cả điểm số 3 là nghiệm của hệ bất phương trình. Cũng như x nhỏ hơn hoặc bằng 1, vậy có dấu bằng ta dùng dấu ngoặc vuông. Và đi về trừ vô cực. Những điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1, tức là đường màu đỏ này là nghiệm của hệ bất phương trình. Tóm lại, ta chọn đoạn màu đỏ và đoạn màu tím lấy điểm 1 và 3. Và cách ghi nghiệm như sau. Vậy ta lấy x sao cho x nhỏ hơn 1 hoặc bằng 1. Ta lấy x sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 1, tức là đoạn màu đỏ. Lấy luôn điểm 1. Hợp với hay hội với lúc này ta dùng chữ U. x sao cho x lớn hơn hoặc bằng 3 tức là đoạn màu tím. Ngoài ra ta có thể ghi cách khác. Ta lấy x thuộc về trừ vô cực cho đến 1 hợp với hay hội với 3 cho đến cộng vô cực. Ở vị trí trừ vô cực ta không biết chính xác là điểm nào, ta dùng dấu ngoặc tròn. Và 1 là nghiệm của hệ bất phương trình, ta dùng dấu ngoặc vuông. Cũng vậy, 3 là nghiệm của hệ bất phương trình ta dùng dấu ngoặc vuông. Và tại vị trí cộng vô cực ta không biết đó là điểm nào, chính xác là điểm nào nên ta dùng dấu ngoặc tròn. Ý nghĩa của dấu ngoặc vuông. Những điểm tại vị trí này tức là 1 và 3 thuộc về nghiệm của bất phương trình, vậy 1 và 3 thuộc về nghiệm của bất phương trình, tức là 1 và 3 là nghiệm của hệ bất phương trình hay là bất phương trình ở đây mình giải hệ bất phương trình thì 1 và 3 thuộc về nghiệm của hệ bất phương trình. Đến đây ta đã giải xong bài 35. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp. Bài 36. Cho hệ bất phương trình 2x nhỏ hơn 6 hay x 4 lớn hơn 1. Hệ bất phương trình có thể ghi lại tương đương như sau: 2x nhỏ hơn 6 hay x 4 lớn hơn 1. Lúc này, chữ hay được thay thế bằng dấu hoặc vuông. Về phần ý nghĩa của chữ hay, ký hiệu là U được gọi là hợp hay là hội, nghĩa là lấy tất cả mọi nghiệm của hệ bất phương trình. Chữ hay ta dùng cho phần đề bài và ký hiệu u ta dùng cho phần ghi nghiệm phần kết luận để giải bất phương trình hệ bất phương trình ta có thể giải bằng chữ hay hoặc là dấu ngoặc vuông cũng được nhưng ở đây ta giải theo chữ hay bất phương trình thứ nhất chia hai vế cho hai hai x chia cho hai ta được x 6 chia cho 2 ta được 3. Và bất phương trình thứ hai chuyển trừ 4 sang phía bên tay phải ta được x lớn hơn 5. Trừ 4 sang phía bên tay phải là cộng 4, cộng 4 với 1 là 5. Nếu ta giải theo dấu ngoặc vuông thì hệ bất phương trình cũng vậy, tương đương với x nhỏ hơn 3 vì chia 2 vế cho 2 của hệ của bất phương trình thứ nhất và bất phương trình thứ hai ta chuyển trừ 4 sang phía bên tay phải ta được là cộng 4 với 1 là 5 vậy x lớn hơn 5 để dễ hình dung x nhỏ hơn 3 hay x lớn hơn 5 ta biểu diễn trên trục số như sau đây là trục số từ trừ vô cực cho đến cộng vô cực với hai số ta cần chú ý đó là 3 và 5 3 nhỏ hơn nằm phía bên tay trái, 5 lớn hơn nằm phía bên tay phải. Bất phương trình thứ nhất cho ta x nhỏ hẳn hơn 3. Nhỏ hẳn hơn 3 là ta dùng dấu ngoặc tròn đi về trừ vô cực. Vậy những điểm nhỏ hơn 3 là nghiệm của hệ bất phương trình. Cũng như bất phương trình thứ hai cho ta x lớn hơn 5. Lớn hẳn hơn 5 ta dùng dấu ngoặc tròn và đi về cộng vô cực. Vậy những điểm lớn hẳn hơn 5 là nghiệm của hệ bất phương trình. Ta chọn hai đoạn màu đỏ và màu tím, không lấy điểm 3 và 5. Vậy tóm lại, ta lấy x sao cho x nhỏ hơn 3, sao cho x nhỏ hơn 3, không lấy điểm 3 hợp với hay hội với x sao cho x lớn hơn 5. Đó là đoạn màu tím, x lớn hơn 5. x nhỏ hơn 3 là đoạn màu đỏ. x lớn hơn 5 là đoạn màu tím. Ngoài ra ta có thể ghi cách khác là x thuộc về trừ vô cực cho đến 3 hợp với hay hội với 5 cho đến cộng vô cực trừ vô cực cho đến 3, hợp với hay hội với 5 cho đến cộng vô cực. Ở điểm trừ vô cực, ta không biết chính xác là điểm nào, ta dùng dấu ngoặc tròn. Và 3 không phải là nghiệm của hệ bất phương trình nên ta dùng dấu ngoặc tròn. Cũng vậy, 5 không phải là nghiệm của hệ bất phương trình, ta dùng dấu ngoặc tròn, những điểm nhỏ hơn 5 không Xin lỗi những điểm lớn hơn 5 mới là nghiệm của hệ bất phương trình. Cũng vậy, cộng vô cực, ta không biết chính xác là điểm nào, nên ta dùng dấu ngoặc tròn. Cái ý nghĩa của dấu ngoặc tròn, ký hiệu dấu ngoặc tròn, những điểm tại vị trí này, tức là những điểm 3 và 5, không là nghiệm của bất phương trình. Vậy 3 và 5 không là nghiệm của bất phương trình đó là cái ý nghĩa của dấu mặt tròn đến đây ta đã giải xong bài 36 Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác